Video bonus ngày hôm nay của mình với chủ đề đấy chính là mọi người biết đến bạn, mọi người nhớ đến bạn vì điều gì, mọi người nhớ đến bạn vì điều gì, tức là khi mà nhớ đến bạn thì họ sẽ nhớ về điều gì về bạn này, đánh giá bạn ra sao này, đó. Tại vì là thật ra là cái chủ đề này là chủ đề được yêu cầu ở trong cái post mà cái bài đăng ở phần tab cộng đồng của mình bạn đấy có yêu cầu mình là làm chủ đề là mọi người biết đến bạn vì điều gì. Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì mình có đổi một chút đi thôi, là mọi người nhớ đến bạn vì điều gì. Ok, 1, 2, 3. Hãy chọn giúp mình một cái lá bài ở đây để khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất nhé. Khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất nhé. Để nhận thông điệp 1 này, 2 này và 3. Mọi người nhớ đến bạn vì điều gì. Đó, kiểu giống như đấy lại là cái điều mà gây ấn tượng đến họ chẳng hạn. Rồi, hoặc là họ biết gì, những người này họ biết gì, họ nhớ gì, họ ấn tượng gì về bạn. Cũng là một cái ý nghĩa nhá. Tức là đại loại là cũng từng là cái câu đấy thôi, nhưng mà nó đều mang đến một cái ý nghĩa giống nhau. 1, 2, 3. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Rồi, với số 1 nè. Số 1 ở đây thì các bạn có turn on your love light. Nhớ đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Ở đây chúng ta có lá 5 ly, 5 xu, nhiều là số 5 quá, và 6 gậy. Rồi, đầu tiên ở đây á, mọi người nhớ điều gì về bạn. Thì thật ra những cái người mà nhớ về bạn, suy nghĩ về bạn, hoặc là biết về bạn, hoặc là đánh giá về bạn ở đây á, trong cái trải bài này là những cái người mà đã được chứng kiến bạn từ lúc mà các bạn còn đang khó khăn ở trong cuộc sống. Có thể là những cái giai đoạn rất là chơi vơi, chênh vênh, thậm chí là những cái giai đoạn bạn rất là đau khổ. Tức là họ đều là những cái người đã chứng kiến cái điều đó. Và đến thời điểm sau này, tức là họ chứng kiến được cả cái giây phút sau này của bạn, một chặng đường dài của bạn, khi mà bạn đã đứng vững trên chính đôi chân của mình rồi, bạn đã trở thành một cái phiên bản tốt hơn rồi. Tức là họ nhìn thấy được cả một cái quá trình đó, và họ đánh giá rất là cao cái quá trình này. Ở đây chúng ta có turn on your love light thì giống như là bạn tìm được thấy cái công tắc tình yêu và ánh sáng, bật tình yêu và ánh sáng, bật cái con người thực thụ bên trong bạn lên, và tìm kiếm đào sâu cái con người bên trong đó, và giống như là phát triển nó để có được cái ngày hôm nay. Thì có thể nói rằng là mọi người đánh giá cao cái sự nỗ lực cố gắng của các bạn. Mình thấy đây sẽ là những cái người, nó sẽ rơi những trường hợp sau đây này. Thứ nhất, có thể là cái giai đoạn mà bạn khó khăn ở trong cuộc sống ấy, có thể là bạn cảm thấy rất là bị tổn thương này, cảm thấy bị bỏ rơi này, thậm chí cái lúc đó là cái lúc mà bạn không có tiền luôn á. Thì có thể là bạn hay chia sẻ những cái điều đấy lên mạng xã hội, nên là có những cái người họ để ý chẳng hạn, thì họ sẽ biết về cái điều này. Đó, nhưng một thời gian sau thì họ lại thấy bạn có thể là có những cái thành tựu, khoe là mình đã đạt được những cái thành tựu nào đó, mình đã đạt được những cái dấu mốc nào đó chẳng hạn, thì họ cảm thấy rất là khâm phục cái ý chí của bạn, cái sự phát triển của các bạn. Đó, họ đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của bạn. Còn trong trường hợp là bạn không có nói với ai hết, những cái chuyện này là những cái chuyện mà chỉ những cái người thân thiết của bạn biết thôi. Đó, ví dụ mình lấy ví dụ như trước kia bạn đã từng yêu một người rất là sâu đậm, nhưng mà sau đó là bạn chia tay. Thì khi mà mọi người biết là bạn đã chia tay cái người đó rồi á, thì có thể là mọi người sẽ nghĩ là ồ, chắc là cái đứa này nó đau khổ lắm. Tức là bạn á, tức là đứa này nó đau khổ lắm. Nhưng mà sau thì họ lại thấy bạn rằng là giống như bạn trở thành một cái phiên bản khác, bạn đẹp hơn, bạn phát triển hơn, bạn có chỗ đứng hơn, bạn có thể là có những cái thành tựu riêng, chiến thắng riêng cho chính bản thân của mình vậy. Đây bạn thấy không, cái người này đang đứng ở dưới hào quang, ánh sáng đang chiếu rọi cho họ này. Ở xung quanh đây thật ra là những cái hình ảnh bàn tay nhá mọi người nhá, vì là mình dí sát mà nó hơi lóa, sợ các bạn không thấy, nhưng mà nó là hình ảnh những cái bàn tay ở đây giống như là đang được giơ lên để kiểu giống như là chúc mừng rồi là hò reo đó. Thì mình thấy rằng là hiện tại những cái người này đều giống như vậy, đều giống như những cái bàn tay đang hò reo này. Tức là họ thấy được cái sự nỗ lực cố gắng của bạn, đánh giá cao nó và nhìn nhận nó, và đồng thời là giống như họ cũng có một cái sự so sánh nào đó với cái hình ảnh trước kia của bạn. Đây, hình ảnh trước kia của bạn đây, đó là cái hình ảnh này đang nằm ủ rũ như thế này với cái lá 5 xu này, và kể cả 5 ly ở đây này, đang ngồi ôm mặt ở đây vì sự đổ vỡ, vì sự tan nát mà mình phải trải qua. Đó, thì đấy là số 1 nha. Mọi người nhớ về bạn là nhớ về cái hành trình phát triển của bạn, nhớ về cái hình ảnh xưa cũ của bạn, đau khổ của bạn, mệt mỏi của bạn, giai đoạn khó khăn của bạn, và nhớ đến cả thời điểm hiện tại bạn đã phát triển như thế nào. Rồi cái số 3, cái số 2 ở đây nhá. Tụ bài số 2 đây, các bạn có Sometimes the good is hidden này, các bạn có The Empress này,
Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nha. Rồi, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Bốn kiếm và The Hermit. Đầu tiên ở đây với cái lá bài này đầu tiên này, nó nói về việc là những cái điều tốt đẹp đôi khi thì nó bị ẩn giấu đi. Thì có thể nói rằng là mọi người nhớ điều gì về bạn thì thật ra mọi người không có quá ấn tượng quá là nhiều về bạn đâu. Họ thấy bạn dường như là có thể là khá là tĩnh lặng, khá là yên lặng hoặc là khá là hướng nội. Với một số bạn thì mình thấy là bạn khá là hướng nội, bạn không có nói quá nhiều đâu, bạn sẽ chỉ tập trung vào hành động thôi. Bạn cũng không có thích hay là cũng không có chủ động thể hiện bản thân của mình đâu. Cho nên là có thể nói rằng là những cái người mà suy nghĩ hay là hiểu về bạn á, rất là ít, ít lắm, cực kỳ ít luôn. Đến có thể những cái người thân cận ngay xung quanh các bạn ấy, họ cũng phải mất rất là nhiều thời gian để có thể hiểu được bạn. Bởi vì ở đây thứ nhất các bạn có lá The Hermit là mình thấy là bạn làm gì cũng rất là trong âm thầm. Bạn phát triển cái tầm nhìn của bạn, cái sự phát triển của các bạn ấy, nó bị ẩn ở bên trong. Đó, nó ẩn ở bên trong, nó không can lồ lộ ra bên ngoài đâu, nên người ta nhìn vào người ta không có thấy được. Mà có những người họ phải đến nói chuyện với bạn, họ phải tương tác với bạn, họ phải bắt đầu là trở thành một cái nhân vật nào đó, một thành phần nào đó trong cuộc sống của bạn, bắt đầu họ mới thấy được bạn tuyệt vời đến mức độ như thế nào. Mình thấy rằng là bạn có thể là một cái người mà giấu mọi thứ vào bên trong. Có những bạn ở đây thì trước kia các bạn cũng không phải là như thế, nhưng mà có thể là xảy ra một cái biến cố nào đó khiến cho các bạn không muốn xòe ra, không muốn thể hiện ra cho mọi người thấy nữa, không muốn khoe ra cho mọi người thấy nữa. Nhưng mà các bạn biết không, như mình nói rồi đó, là những đôi khi những cái điều tốt đẹp thì nó bị ẩn giấu đi. Tức là cái sự tốt đẹp của bạn ấy thì nó bị ẩn đi. Và những chỉ những ai thực sự xứng đáng, chỉ những ai thực sự kiên nhẫn thì họ mới có thể khám phá ra được cái vẻ đẹp này. Và bạn thực sự rất là đẹp. Bạn thực sự rất là đẹp, bạn giống như một DM Fred vậy. Rất là đẹp luôn á. Bạn giống như là có cái khả năng, mình cảm nhận được khả năng tạo dựng những cái thứ xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Như là bạn gặp những kiểu giống như là các bạn trồng cây gì thì nó cũng lên, kiểu như thế. Tức là không hẳn tất cả 100% những bạn đang xem trải bài này của mình trồng cây thì nó đều sống được nhá. Mình không khẳng định thế, nhưng mà ý của mình muốn nói ở đây rằng là cái vẻ đẹp bên trong bạn nó rất là đẹp. Nó là sự khó tả lắm, nhưng mà nó thực sự rất là đẹp ở đây. Giống như là các bạn có một cái tấm lòng bao dung này, yêu thương này. Nhưng mà tất cả những cái điều đấy nó âm thầm, nó ẩn, nó kín vào bên trong. Thì mình thấy rằng là năm nay cũng sẽ là một cái năm có thể sẽ là tương đối tốt với các bạn, khi mà bạn thực hiện cái điều đó, thực hiện cái sự ẩn vào bên trong này đó. Và vì thế nếu như mà để nói ban đầu á, là mọi người suy nghĩ như nào về bạn á, thì mình thấy là mọi người thấy bạn yên lặng, tĩnh lặng. Mọi người thấy bạn hướng nội, không thấy rõ được là cái con người thật của bạn như thế nào. Thế nhưng mà những người thực sự khám phá và hiểu về bạn hoặc tiếp xúc với bạn rồi á, thì họ thấy được rằng là cái bên trong của bạn nó rất là đẹp. Bạn giống như một cái bông hoa quỳnh á, nó không nở vào ban ngày mà nó nở vào ban đêm và nó ngát hương. Đó, và chỉ những ai mà thực sự thức được đến giờ hoa quỳnh nở thì bắt đầu mới ngửi được cái hương thơm đó thôi. Đó, và mình thấy dường như bạn có một cái như kiểu một cái bản năng như kiểu một cái sự nuôi dưỡng ấy. Bạn có thể nuôi dưỡng bất kỳ điều gì và nó rất là tốt đẹp luôn á. Đó, đẹp á, rất là thích lá bài này. Ok, thì đấy là số mấy ta, số 2 nhá, đến với số 3. Rồi, với số 3 ở đây chúng ta có những lá bài gì? You needn't worry, bạn không cần phải lo lắng này. 9 xu. Kỵ sĩ Ly. The Devil. Rồi, ok. Mọi người nhớ về bạn, mọi người nhớ về bạn là nhớ về điều gì? Thì mình thấy rằng là đầu tiên mọi người đánh giá rất là cao cái ngoại hình của các bạn. Có thể bạn là người rất là biết chăm chút trong ngoại hình của mình nhá. Đó, bạn có thể là một người mà biết cách để chăm sóc và yêu thương cho bản thân của mình. Từ cái cách mà bạn mặc quần áo, cái cách bạn chăm sóc da, chăm sóc đầu, tóc, cơ thể, thân thể của các bạn, đến những cái yếu tố khác trong cuộc sống. Hoặc là khi mà người ta bắt đầu vào trang cá nhân, trang xã hội, mạng xã hội của các bạn á, họ sẽ thấy là bạn sắp xếp rất là những cái mục nó rất là gọn gàng. Đâu ra đó, album nào ra album đó. Đấy, rất là gọn gàng và có thể là trang trí gì đấy nó rất là đẹp ở đây, thu hút, bắt mắt người khác. Thì mình thấy rằng là bản thân các bạn, cho dù là nam hay là nữ, bạn đều rất là quyến rũ nhá. Bạn đều rất là quyến rũ và toát ra một cái vẻ hào hoa, một cái vẻ đào hoa, một cái vẻ thu hút nào đó ở đây. Thậm chí một số người còn cảm thấy bạn giống như là một cái lực hút gì đấy, mà họ không hiểu sao họ cứ phải vào trang cá nhân của bạn, hoặc là họ cứ phải tìm hiểu về bạn. Họ nhìn thấy bạn là họ giống như họ không thể rời mắt đi được chỗ khác. Một số bạn đây sẽ thuộc cung bọ cạp và nhóm cung nước sông ngư cự giải bọ cạp, cung đất marketing lưu sử nữ nữa. Đó. Nếu như mà các bạn không thuộc cung đó, nhưng mà trong có thể là trong cái lá số những cung này là đang nói về là cái cung khác trong lá số
Chiêm tinh của bạn đó thì có thể là bất kỳ cung nào thôi, nhưng mà mình cảm nhận được với nhiều bạn ở đây là sẽ là cung bọ cạp đó, thì mình thấy là bạn rất là thu hút người khác và đúng như có một cái sức quyến rũ mê hoặc gì đó đến mọi người, mà mình cảm nhận là tức là có thể không hẳn là bạn đẹp một cách xuất sắc kiểu hoa hậu hay là người mẫu hay diễn viên đâu, bạn không đến mức độ như vậy, nhưng cái vẻ đẹp của bạn luôn luôn khiến người ta muốn tới, muốn muốn tới, muốn kết nối, muốn nói chuyện hay là gì đó ở đây đó. Thì mình thấy rằng là nói chung chuyện này nó cũng không có gì là xấu cả, nên là không có gì phải lo lắng với những cái chuyện này, nhưng mà đôi khi thì bạn cũng phải chấp nhận cái việc là nó sẽ có hai mặt, sẽ có rất là nhiều người tới với bạn, sẽ có rất là nhiều người sẵn sàng đến, thì nó vừa là một cái nhân duyên tốt, nó vừa là một cái điều tốt khi mà bạn có thể là có rất là nhiều cơ hội để lựa chọn, nhưng đồng thời nó cũng sẽ là một cái thứ có thể sẽ gây hơi gây rắc rối cho bạn một chút, nhưng mà mình thấy là nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đấy to tát đâu ha. Mình thì mình thấy rằng là bạn có một cái sức hút rất là mãnh liệt, mọi người đều công nhận điều đó. Có những bạn ở đây, nếu như mà các bạn nam thì mình thấy là có thể là bạn cũng có một cái body rất là đẹp, các bạn nữ thì có thể là các bạn rất là biết cách ăn mặc để mà khoe cái cơ thể của mình ra, khoe những cái nét đẹp của mình ra, hoặc có những bạn thậm chí không mặc hở một cái gì hết, nhưng mà người ta vẫn cứ kiểu giống như là cảm thấy bạn rất là thu hút, cảm thấy rất là sexy kiểu như thế cơ. Rồi ok, đấy là số 3 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like đăng ký kênh mình nha. Bye.